thì nữ đã chuẩn bị xuất phát rồi các bạn. Phường Phú Lâm, xã Bình Ngọc. Đơn vị chúng ta cố gắng hết sức để hoàn thành cự ly với thời gian ngắn nhất để chúng ta có cái vị trí cao nhất ở nội dung thường đồng nữ. Đây là các thường đồng nữ, các yêu quý chúng ta đồng viên và các tay chèo của thiền đồng nữ hoàn thành cự ly với thời gian ngắn nhất. Phường 2 đang tạm thời dẫn đầu của vòng thi thuyền đồng nữ. Nội dung thuyền đồng nữ chúng ta có 2 đợt. Mỗi đợt như vậy có 7 đơn vị. Cho nên là ban tổ chức sẽ xác định thứ hạng theo thời gian đánh giờ. Cho nên từng đợt các đội chúng ta cố gắng hết sức để hoàn thành cự ly của mình trong thời gian ngắn nhất. Thuyền đồng nữ thì chia làm 2 đợt. Đơn vị phường 2, nữ phường 2 đang dẫn đầu ở tiến về phía hướng đất. Đợt 1, phường 2 đang tạm thời dẫn đầu. Đó tiếp là các đội phường Phú Lâm và Bình Kiến. Và đơn vị Bình Kiến cũng đang tranh nhau rất là quyết liệt. Đơn vị Hòa Kiến, chúng ta cố lên. Thì bây giờ phường Phú Long và Bình Kiến đang tranh về nhì rất là quyết liệt rồi. Như vậy phường 2, Hòa Kiến, Phú Lâm đang tranh nhau rất là quyết liệt ở vị trí ngôi đầu ở đồng một nữ. Các vận động viên nữ chúng ta cố lên. Thì đồng nữ thì không có vòng thi chung kết mà tổ chức. Còn các vận động viên nữ ở phía sau chúng ta cũng cố lên để bám đuổi. Tính thời gian đội nào có thời gian về sớm nhất sẽ là đội giành chức vô địch năm nay. Phường 2 đã thẳng tiến rồi. Đây là các đội các thường đồng nữ chúng ta hết sức chú ý ở các vị trí qua tiêu để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chúng ta tránh trường hợp qua trạm lật thuyền. Đây là các đội phía sau gồm có Bình Ngọc. Tay lái chúng ta hết sức chú ý phường 6 điều khiển quyền của mình qua tiêu đúng quy định. Kia này lực lượng tổ trọng tài chúng ta giám sát thật chặt chẽ ở qua tiêu. Thôi đi chắc phục vụ đông quá mà. Lực lượng tổ trọng tài chúng ta nhắc nhở các thuyền qua tiêu đúng quy định để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nữ. Phường 2 đã tiến hành qua tiêu. Các đơn vị phường 6 và đang chuẩn bị và chúng ta cố lên. Các chị nữ đâu chúng ta cố lên ạ. Phường 5 kia, phường 5 6 phường hòa hồng á. Đây hả? Đi thùng hộ đông thôi. Đi ở có cái đội nào mà còn lúc phía sau rồi còn cách trên lệch rất là xa. Đi chuẩn bị đội nam ra nữa hả? Không, đội nữ trong hai. Cho các đội nữ đã hoàn thành cự ly của mình. Đây là thuyền các đội đang chuẩn bị về đích. Rút ống lên. Còn khoảng chưa đầy 100 mét nữa mà về đích rồi. Vận động viên nữ của phường 2 vẫn băng băng về đích, không có bất ngờ xảy ra. Đơn vị phường 2. Thế là phường 2 đã về đích rồi. Đợt thi đầu tiên của nữ
đã đơn vị nữ quận 2 đã hoàn thành cự ly về nhất là đường 1. Và bây giờ là cuộc cạnh tranh của phường Hòa Kiến, Phú Lâm. Phú Lâm và Hòa Kiến. Các chị em ơi, chúng ta cố lên. Các chị em ơi. Rất là quyết liệt. Còn vài mét nữa là tới đích rồi. Và Hòa Kiến về nhì trong đợt thi đấu đầu tiên. Phường Phú Lâm về thứ ba. Trong khi đó các đội thi đấu lượt thi đấu thứ hai cũng đang đến bậc xuất phát. Như vậy ở quyền đồng nữ, ở đợt đầu tiên đơn vị phường 2 Hòa Kiến Phú Lâm, các vận động viên nữ rất là xuất sắc đã hoàn thành cự ly của mình, và các đơn vị còn lại đang tiến về đích. Các đơn vị đợt hai chúng ta nhiều ở đợt một đua thuyền của các thuyền đồng nữ, ở đợt một đây là lượt thi đấu của đợt hai thuyền đồng nữ, cho nên là ở đợt hai chúng ta cũng xác định đúng vị trí như vậy. Phường 9 chúng ta dâng lên tí nè. Phường 3 lui lại đi. Cổ trọng tài nhắc nhở phường 3, phường 4 chúng ta lui lại. Rồi Phường 9 chúng ta giữ nguyên vị trí. Phường 3 lui lại đi để chuẩn bị xuất phát. Gồm có Phường 7 Bình Kiến, Phường 8 Phường 3 lui lại đi để đảm bảo sự công bằng, đi bình tĩnh, không có giận. Các thuyền chúng ta lui lại. Phường Sĩ Đông tổng tài để ra xuất phát ở nội dung thuyền đồng nữ. Thuyền đồng nữ ở đợt hai bảy thuyền đang tranh nhau rất quyết liệt. Đơn vị thuyền Phú Đông giờ bên trong cùng không có bản tên, tiếp tục là thuyền bảy. Đợt thi đấu thứ hai của nữ, phường 7 sẽ là ứng cử viên về đầu trong đợt thi đấu thứ hai. Vì phường 7 mỗi năm đều rất là mạnh. Giống như dự đoán, phường 7 đã dẫn đầu sau khi các đội mới xuất phát rồi. Tay chèo nó đều quá, đều mạnh ghê mạnh. Hồi nãy cái đợt kia là nó không, các đội nó không có xem nhau, mà giờ cũng bảy lên ào ào liền. Cái đội không có biển tên là Phú Đông không ta? Phú Đông. Phú Đông là đội đã mất bản tên rồi. Nên các bạn xem cái đội thì nào mà không có bản tên đó là phường Phú Đông. Phường 7 đang tạm thời dẫn đầu. Hơn rồi. Nhanh quá nhanh mà. Lợi thế hả? Đấy là anh đem cua, nhiều khi là hết gió. Anh né gió hay sao là? Gió nhưng mà nó mắc luôn. Nó dài hơn chút. Như thằng Phường 7 kia, giữa đường đi. Phường 7 đang tạm thời dẫn đầu. Cua mớ rộng cái cua đây. Rộng kìa, rộng kìa, ôm vô kìa, ôm cua nè. Nó ôm tròn ra, thấy những đường. Phường 7 ở đây kìa. Phường 3 phát xúc yếu quá. Chèo nó chậm. Bọc nước không, thấy không? Chắc ăn rất nước không?